SEO là viết tắt của từ Search Engine Optimization, tạm dịch là làm tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, là tập hợp những phương pháp tối ưu hóa để website trở nên thân thiện với máy chủ tìm kiếm, Search Engine, từ đó nâng cao thứ hạng website khi người dùng tìm kiếm với các từ khóa liên quan. Ý nghĩa của việc làm SEO là giúp hiển thị thông tin chính xác tới người dùng, làm sao để giúp người dùng nhận được những thông tin giá trị mà họ đang cần tìm kiếm là bạn đã thành công bước đầu rồi. Mục đích làm SEO, Search Engine Optimization, hay còn gọi là làm tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, là để nâng cao thứ hạng của một website trong các trang kết quả của các công cụ tìm kiếm, phổ biến nhất là Google. Khi SEO hiệu quả thứ hạng web ở vị trí top thì cơ hội trang web xuất hiện trước đối tượng khách hàng tiềm năng cao hơn. Thu hút nhiều lượt xem, nâng cao tỷ lệ chuyển đổi thành khách hàng, giúp quảng bá thương hiệu đồng thời nâng cao doanh số. Ngày nay, làm SEO dần trở thành một nhu cầu cần thiết và quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào muốn thành công trong chiến lược online marketing. Mục đích làm SEO cũng chính là phục vụ cho việc phát triển thương hiệu, kinh doanh, tăng cường lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trong bối cảnh thương mại trong thời đại Internet phát triển bùng nổ. Mọi người đang tìm kiếm hàng ngày và hầu hết chỉ nhìn vào trang kết quả đầu tiên. Vì thế nếu như một khách hàng đang đi tìm sản phẩm của bạn, và bạn vô tình bị xếp ở trang thứ hai, sẽ ít có khả năng khách hàng ghé thăm trang web của bạn. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh trên Internet, cuộc chiến giành vị trí cao trên bảng xếp hạng của các công cụ tìm kiếm là điều vô cùng quan trọng. Nghề SEO là một trong những nghề nổi lên tại Việt Nam chỉ trong vài năm gần đây, cùng với sự phát triển của marketing online nói chung và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm SEO nói riêng. Hiểu một cách đơn giản, một người làm nghề SEO cần đảm nhận công việc SEO on-page và SEO off-page. Như vậy, nghề SEO gồm có hai công việc chính là SEO on-page và SEO off-page. Bạn có thể tham khảo hai công việc đó lần lượt tại đây và tại đây. Tuy nhiên, nghề SEO là gì cũng là một khái niệm còn khá lạ lẫm với nhiều người nên cũng còn nhiều lầm tưởng về nghề SEO. Trước tiên và quan trọng nhất của một nhân viên SEO là phải xác định được công việc, khả năng làm việc và tính cầu tiến bộ của mỗi người làm SEO. SEO không đơn giản chỉ là đưa từ khóa lên top, làm SEO là làm sao đưa từ khóa lên top và khiến người sử dụng click vào website của chúng ta. Nhân viên làm SEO không cần học cao, không cần thông minh quá và cũng không cần ngoại hình hay yêu cầu gì cao. Nhân viên làm SEO chỉ cần một chiếc máy vi tính và biết sử dụng thành thạo máy vi tính cùng với tham gia một khóa học SEO là làm được việc. Công việc của một nhân viên SEO là gì? Tìm hiểu về lĩnh vực chuẩn bị làm SEO, phân tích chi tiết website và đối thủ hàng đầu. Đưa ra kế hoạch SEO và làm list từ khóa tối ưu cấu trúc website sao cho thân thiện với công cụ tìm kiếm. Tạo ra nội dung chất lượng cho website, xây dựng hệ thống backlink chất lượng trỏ về website. Kiểm tra từ khóa hàng tuần, tháng để khắc phục sai sót nếu có, duy trì lặp lại các công việc trên. Cảm ơn các bạn đã xem video, nếu có thắc mắc hãy liên hệ với Mr. Link SEO theo thông tin dưới mô tả video nhé.